Nếu như mà nói về một thiết bị công nghệ có thể giúp chúng ta hiểu bản thân của mình hơn, hiểu cơ thể của mình hơn, thì đó là một chiếc đồng hồ thông minh. Samsung Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất của Samsung đã quay trở lại với hàng loạt những tính năng mới bùng nổ hơn. Và hãy cùng xem Galaxy Watch 5 Series sẽ có thể giúp các bạn hiểu cơ thể của mình như thế nào nhé. Ở thế hệ thứ 5 này thì Samsung đã lần đầu tiên có thêm phiên bản Galaxy Watch Pro. Và phiên bản này sẽ có một vài tính năng đặc biệt mà chỉ duy nhất được trang bị trên dòng Pro mà thôi. Cụ thể đó là tính năng GPS Tracking. Với GPS Tracking thì các bạn có thể tự thiết lập lộ trình di chuyển của mình thông qua file GPS. Và cái này nó sẽ bổ trợ cho các bộ môn như là chạy bộ, đi bộ hoặc là đạp xe đường dài. Các bạn có thể thoải mái tận hưởng chuyến hành trình của mình mà không cần lo lắng về vấn đề lạc đường. Chúng ta sẽ nghe điều hướng thông qua giọng nói hoặc là cử động rung của đồng hồ. Bạn đã đi sai hướng 12 mét, hãy quay lại. Không chỉ có thể tự thiết lập lộ trình cho mình mà GPS Tracking còn có thể theo dõi đường đi và hướng dẫn đường về an toàn cho các bạn. Và sau kết thúc chuyến hành trình của mình thì các bạn có thể theo dõi lại toàn bộ chặng đường trên ứng dụng Samsung Health. Bởi vì có GPS Tracking cho nên các bạn sẽ có thể thấy lại được toàn bộ những cái chặng đường mà mình đã đi qua. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể theo dõi lại một số cái thông số như tốc độ, nhịp tim cũng như là độ cao của mình nè. Ở dưới đây thì sẽ có phân tích rõ hơn về cái vùng nhịp tim của các bạn nữa. Và đây là tính năng chỉ có riêng trên dòng Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Thoải mái tập luyện, không lo bị lạc. Ngoài tính năng GPS Tracking chỉ được trang bị trên dòng Pro, thì ở Galaxy Watch 5 Series lần này Samsung vẫn tiếp tục đầu tư vào những tính năng liên quan đến sức khỏe của người dùng. Và một trong số những tính năng đó là một tính năng mà người dùng rất là yêu thích: phân tích thành phần cơ thể. Vóc dáng bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn vào gương và thấy được. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về những chỉ số bên trong của cơ thể thì không thể nào quan sát được bằng mắt thường đâu nha. Khi đó chúng ta sẽ phải dùng Galaxy Watch 5 Series. Đây là một tính năng đã xuất hiện trên các thế hệ Galaxy Watch lúc trước rồi. Cách thức sử dụng rất đơn giản, các bạn chỉ cần đeo đồng hồ trên tay, thực hiện theo đúng chỉ dẫn của đồng hồ và chỉ cần mất vài chục giây thì 7 chỉ số quan trọng của cơ thể sẽ được hiển thị. 7 chỉ số đó bao gồm cân nặng của cơ thể nè, cơ xương, khối lượng mỡ, phần trăm mỡ trong cơ thể, chỉ số BMI, chỉ số nước trong cơ thể cũng như là tốc độ chuyển hóa năng lượng của cơ thể của mình nữa. Thì thông qua các chỉ số này thì các bạn sẽ nắm được những cái tình trạng sức khỏe của mình. Ví dụ như là dựa vào kết quả ở đây thì mình sẽ nhận thấy là cơ xương của mình hiện tại đang rất là ít, cân nặng thì đã ổn so với chiều cao rồi, khối lượng mỡ cũng như là phần trăm mỡ trong cơ thể hơi nhiều nè. Dựa vào những chỉ số quan trọng đó thì các bạn có thể có được một cái kế hoạch tập luyện cụ thể cho mình để có thể cải thiện những cái chỉ số sức khỏe của mình sao cho tốt nhất. Ngoài ra thì những cái chỉ số khác các bạn có thể theo dõi như là nước trong cơ thể hơi ít nè, thì mình sẽ biết để mà bổ sung nước nhiều hơn. Việc đo và nắm được những cái chỉ số trong cơ thể của mình một cách rất là đơn giản và không mất nhiều thời gian sẽ giúp cho người dùng có thể dễ dàng nắm được tình trạng sức khỏe của mình nè. Chúng ta có thể đo mỗi ngày hoặc là đo mỗi tuần sau khi mà mình đã thực hiện những cái kế hoạch tập luyện của mình để xem là mình tập luyện có hiệu quả hay chưa, có đạt được cái KPI đặt ra hay chưa và sau đó có những cái điều chỉnh phù hợp. Và trong lần quay trở lại lần này thì riêng dòng Samsung Galaxy Watch 5 Pro chúng ta sẽ có thêm tính năng huấn luyện ngắt quãng. Theo đó thì người dùng có thể tùy chỉnh cái cường độ tập luyện của mình sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình và để cho chúng ta có thể đạt được mục tiêu một cách tốt nhất. Và với riêng trên dòng Samsung Galaxy Watch 5 Pro Series chúng ta sẽ có mặt đồng hồ Sapphire chống trầy xước hoàn hảo. Đôi khi chúng ta tập luyện thể dục thể thao thì sẽ không tránh khỏi những cái va chạm, nhưng các bạn yên tâm là những va chạm đó sẽ không làm ảnh hưởng gì tới đồng hồ của mình. Hơn nữa, thời lượng pin trên Samsung Galaxy Watch 5 Series có thể lên tới 80 giờ, đảm bảo có thể đồng hành cùng với các bạn trong suốt chặng đường dài tập luyện, hoặc là các bạn có thể thoải mái trải nghiệm và sử dụng trong cả ngày dài. Không chỉ là một người bạn đồng hành trong quá trình tập luyện, Samsung Galaxy Watch 5 Series còn là một món phụ kiện thời trang. Samsung Galaxy Watch 5 sẽ mang đến một phong cách trẻ trung, năng động với dây đeo silicon, mặt đồng hồ tròn và rất là nhiều những cái màu sắc dây đeo cho các bạn lựa chọn. Và tất nhiên nếu như mà các bạn muốn thay đổi dây đeo thì cũng rất là dễ dàng. Trong khi đó, Samsung Galaxy Watch 5 Pro lại mang đến một phong cách mạnh mẽ, lịch lãm. Vẫn là một mặt đồng hồ tròn nhưng mà là mặt kính sapphire vô cùng chất lượng. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái phong cách đeo dây hoàn toàn mới. Các bạn chỉ cần đo vòng tay lần đầu, sau đó cố định và những lần sau chỉ với một lần chạm.
mắt. Và thêm một tính năng nữa giúp bạn hiểu cơ thể của mình hơn. Và với tính năng này thì nó sẽ đưa ra một cái thông tin mà có thể là chỉ có bạn và Samsung Galaxy Watch 5 Series có được thông tin này thôi. Đó chính là theo dõi và phân tích chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ là một yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, mà đôi khi là mình hơi lơi không có để ý đến. Và nếu như biết được cái chất lượng giấc ngủ của mình thì sẽ giúp cho các bạn có một cái lộ trình rõ ràng hơn, cũng như theo dõi sát sao hơn về cái lộ trình bảo vệ sức khỏe của mình. Với Samsung Galaxy Watch 5 và Galaxy Watch 5 Pro, các bạn chỉ cần đeo đồng hồ trong lúc ngủ thì thiết bị sẽ tự động theo dõi và phân tích giấc ngủ. Chúng ta có thể đọc được cái kết quả phân tích tại ứng dụng Samsung Health. Ở trong ứng dụng Samsung Health thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin như là tổng thời gian mà các bạn đã ngủ vào đêm hôm qua nè, số lượng calo các bạn đã tiêu thụ trong lúc ngủ. Và để chi tiết hơn thì chúng ta cũng sẽ có biểu đồ giấc ngủ. Với một cái giấc ngủ chúng ta sẽ có 4 giai đoạn: thức, ngủ say, không sâu và ngủ sâu. Ở trong biểu đồ này thì cũng đã có hiển thị một cái phạm vi điển hình, có nghĩa là một người bình thường, một cái giấc ngủ bình thường nó sẽ thường tập trung ở cái phạm vi nào. Theo dõi vào cái bản đồ này và dựa vào cái phạm vi điển hình đó thì các bạn sẽ biết là những cái chỉ số nào của mình đã đạt được chuẩn rồi, cũng như là những cái chỉ số nào mà mình chưa đạt được chuẩn. Từ đó mà các bạn có thể điều chỉnh lại cái thói quen ngủ của mình nha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái thông tin như là mức oxy trong máu khi mà đang ngủ nè, cũng như là một cái thông tin mà các bạn sẽ thường hay rất là cãi nhau nè, đó chính là các bạn có ngáy vào khi ngủ hay không, cũng như là chúng ta ngáy trong thời gian bao nhiêu thì máy cũng sẽ có thể phát hiện được. Và nếu như các bạn có vấn đề về giấc ngủ và để có thể cải thiện giấc ngủ của mình, bên dưới này cũng sẽ có gợi ý một vài bài tập để các bạn có thể tập luyện trước khi đi ngủ, giúp chúng ta có được một cái giấc ngủ thoải mái hơn, tốt hơn. Và thêm một cái tính năng nữa rất là hay trên Samsung Galaxy Watch 5 Series đó chính là huấn luyện viên giấc ngủ. Khi mà máy đã có thể theo dõi và thu thập được dữ liệu giấc ngủ của các bạn trong vòng 7 ngày á, thì sẽ bắt đầu đưa ra những cái phân tích thói quen ngủ các bạn đang giống loài động vật nào nè, các bạn ngủ nhiều hay là ngủ ít, đã đủ chuẩn hay chưa, và từ đó đưa ra những cái lời khuyên hợp lý để chúng ta có thể cải thiện. Ngoài những cái tính năng để giúp cho các bạn có thể thấu hiểu cơ thể và nắm được những cái tình trạng sức khỏe của mình thì Samsung Galaxy Watch 5 Series sẽ tiếp tục được đầu tư về những cái tính năng để có thể trở thành một người bạn đồng hành với các bạn trong chặng đường tập luyện thể dục thể thao. Điển hình như là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bài tập để các bạn có thể lựa chọn và theo dõi cái kết quả tập luyện của các bạn. Ngoài ra thì Samsung Galaxy Watch 5 Series cũng được trang bị chuẩn kháng nước, kháng bụi để các bạn có thể thoải mái đi bơi. Sao mà quăng xuống dưới được, nhưng mà các bạn có thể mang đi bơi được nha. Có thể thấy là bình thường thì chúng ta cũng có thể tự mình tập luyện thể dục thể thao được. Tuy nhiên khi mà chúng ta có một cái thiết bị đồng hành cùng với mình nè, theo dõi những cái quá trình tập luyện cũng như là những cái kết quả tập luyện của các bạn, thì các bạn sẽ có một cái động lực mạnh mẽ hơn rất là nhiều trong quá trình cải thiện sức khỏe cũng như là cải thiện vóc dáng của mình. Và Samsung Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro tại thời điểm hiện tại sẽ là một người bạn đồng hành cực kỳ thích hợp với hàng loạt những cái tính năng mà mình vừa nêu trên. Để hiểu cơ thể của mình hơn thì đừng bỏ qua Samsung Galaxy Watch 5 Series nhé.